Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cao tốc Bắc Nam ngổn ngang thách thức. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đang kiểm tra đôn đốc các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Hôm 5 tháng 2, ông Chính cùng đoàn quan chức cấp cao tới nắm tình hình các dự án cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây. Một ngày trước đó thì ông lại chủ trì kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Cao Lâm Vĩnh Hảo. Trong cuộc họp, Thủ tướng Việt Nam cho biết qua kiểm tra thực tế và làm việc có hai vấn đề nổi lên cần được giải quyết liên quan đến các dự án cao tốc. Hai vấn đề là, vấn đề thứ nhất là mỏ vật liệu thông thường cho các dự án cao tốc. Trang web của chính phủ tường thuật ý của ông Thủ tướng rằng hiện nay theo quy định các cơ quan chức năng giao các mỏ này cho các thể nhân và pháp nhân đáp ứng đủ điều kiện, nhưng thực tiễn kiểm tra cho thấy pháp nhân được giao rất ít mà chủ yếu là giao cho thể nhân. Điều này không sai so với quy định nhưng đã nảy sinh vướng mắc lớn khi nhiều thể nhân găm hàng vật liệu trong lúc chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, khiến cản trở tiến độ, nâng giá, gây cạnh tranh không lành mạnh và nảy sinh nhiều tiêu cực. Ông Phạm Minh Chính nói các nghị quyết của chính phủ đã giải quyết được một phần vấn đề nhưng chưa giải quyết được tận gốc. Và như các bạn đã biết, các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung ương đến địa phương thường liên hệ móc ngoặc với nhau để tham nhũng. Việc này có lỗi của cơ quan nhà nước đã không kiểm tra giám sát tổng thể toàn diện quyết liệt để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi quy trình liên quan, cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông Chính đã nói như thế. Vấn đề thứ hai là khâu giải phóng mặt bằng, đây là việc hết sức nan giải, cũng đầy tham nhũng. Trang web của chính phủ dẫn lời ông Thủ tướng rằng muốn giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, đồng thời có chính sách đền bù thỏa đáng. Ông Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đã nhường mặt bằng cho dự án này. Ông Chính tuyên bố tiếp, không phải người dân bàn giao mặt bằng xong, vỗ tay hoan hô là hết trách nhiệm với người dân. Đây là hình ảnh dự án cao tốc Bắc Nam đã khởi công từ năm 2020, có tổng chiều dài là 2.109 km đi qua 32 tỉnh, thành phố với tổng vốn đầu tư dự kiến là 310.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài là 652 km, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hiện chỉ có 1 trên tổng số 11 dự án đã khánh thành, đó là Cao Bồ - Mai Sơn. Dự án Mai Sơn quốc lộ 45 đạt 59% tiến độ, riêng dự án Diễn Châu - Bãi Vọt mới đạt có 1,5%. Chiều ngày 5 tháng 2, ông Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc công tác thi công Phan Thiết - Dầu Dây khởi công vào tháng 9 năm 2020. Vào sáng ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam cũng thị sát công trình thi công dự án Nha Trang - Cam Ranh, nhưng tình hình thực tế đang tiến triển rất chậm. Lịch sử các dự án này. Vào tháng 11 năm 2017, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông dài 654 km, chia làm 11 dự án thành phần đi qua 13 tỉnh, thành phố gồm Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long. Khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ có 5 dự án bao gồm Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Nam Định và Ninh Bình, Mai Sơn quốc lộ 45 ở Ninh Bình, Thanh Hóa, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Thanh Hóa và Nghi Sơn - Diễn Châu - Nghệ An, rồi Diễn Châu - Bãi Vọt - Nghệ An - Hà Tĩnh dài 221 km sẽ kết nối với tuyến Pháp Vân - Cầu Rẽ - Ninh Bình. Miền Trung có một dự án là cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và sẽ kết nối với cao tốc La Sơn - Túy Loan ở Huế và Đà Nẵng đã hoàn thành, tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan nối tiếp các cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.
Ở duyên hải Nam Trung Bộ có 4 dự án cao tốc là Nha Trang, Cam Lâm, Khánh Hòa, Cam Lâm, Vĩnh Hải, Hảo, Bình Thuận và Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Dầu Dây, Bình Thuận, Đồng Nai. Miền Tây Nam Bộ thì có dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối với các dự án cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận và Mỹ Thuận, Cần Thơ đang triển khai để tạo tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Ngoài dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 ở trên, Việt Nam còn định đầu tư 729 km cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, tức là từ năm 2021 đến năm 2025. Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 từ Hà Tĩnh, tức là từ Bãi Vọt đến Quảng Trị, tức là Cam Lộ, và từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, tức là Khánh Hòa, và từ Cần Thơ đến Cà Mau dài khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần, vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công. Kế hoạch và dự án như vậy, nhưng thực tế thì có rất nhiều khó khăn. Như đã nói ở trên, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo hiện có 7 trên tổng số 11 dự án đang cơ bản đáp ứng tiến độ. 4 trên tổng số 11 dự án chưa đáp ứng tiến độ là Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây. Chỉ có duy nhất dự án Cao Bồ Mai Sơn đã khánh thành. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 2, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn chính thức thông xe qua tỉnh Ninh Bình. Phát biểu tại Ninh Bình vào ngày 4 tháng 2, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhắc về dự án Cao Bồ Mai Sơn. Tại sao dự án lại đúng tiến độ như vậy? Đó là nhờ tin tưởng giao cho địa phương, cụ thể ở đây là ngành giao thông vận tải Ninh Bình, là cơ quan có thẩm quyền. Khi phân cấp, đừng sợ người ta không làm được, không ai có trách nhiệm hơn chính địa phương có dự án chạy qua. Ông Chính nhấn mạnh tiếp, đừng sợ giao cho tỉnh, không có tỉnh nào không làm được, sợ nhất là không dám giao thôi. Đây là mấu chốt của vấn đề, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, giám sát, đi đối với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cán bộ. Dự án Mai Sơn quốc lộ 45 đạt 59% tiến độ và các dự án còn lại thì đạt rất thấp, từ 10-14%. Riêng dự án Diễn Châu Bãi Vọt mới đạt có 1,5% và chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Mới đây, với nói với trang Kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Nguyễn Văn Thể cho hay, một điểm đáng lưu ý, trước đây toàn bộ dự án thiếu khoảng 65 triệu mét khối đất, đến thời điểm này giải quyết khoảng 55 triệu mét khối, chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu mét khối. Chúng tôi đang tập trung cùng địa phương mở mỏ để đầu năm 2022 có đầy đủ cơ sở tập trung thực hiện dự án. Ông Thể nói tiếp, rút kinh nghiệm giai đoạn 1, hiện nay Bộ đang chỉ đạo tư vấn các ban tổng điều tra mỏ đất, mỏ cát toàn bộ khu vực dự án đi qua, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù gỡ vướng vật liệu làm cao tốc. Cũng hôm 14 tháng 1 năm 2022, trả lời trang Việt Nam Express, ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhắc lại là bài học xương máu. Ông nói, chúng tôi xác định chất lượng là hàng đầu, từ bài học xương máu là cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thời gian vừa qua. Lần nào họp, tôi đều nêu dự án này khi từ đơn vị dự án, nhà thầu, tư vấn giám sát đều bị truy tố. Đây là bài học cho các cán bộ không đốt cháy giai đoạn. Đây là hình ảnh vào hôm 29 tháng 4. Năm 2021, Viện Kiểm sát đã truy tố 35 bị can người Việt Nam và 1 bị can người Nhật Bản liên quan đến vụ đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vừa thông xe đã hỏng rất nhiều chỗ. Quốc hội chính thức thông qua chủ trương rót 146.990 tỷ đồng làm cao tốc Bắc Nam. Với 469 đại biểu tán thành, tức là 94%, chỉ có 2 đại biểu không tán thành và 3 đại biểu không biểu quyết. Hôm 11 tháng 1, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trong đó, với tổng mức đầu tư, một số ý kiến cho rằng, theo sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án bình quân là 175,4 tỷ đồng mỗi km, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tổng mức đầu tư của một số dự án tương tự bình quân là 152,9 tỷ đồng mỗi km. Tổng mức đầu tư của dự án giảm khoảng 16.330 tỷ đồng so với số liệu đề xuất của chính phủ. Cũng theo nghị quyết, sơ bộ tổng đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng,
chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026-2030 khoảng 27.324 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện, nghị quyết nêu giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành năm 2025. Theo nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Tuy nhiên, với số lượng tham nhũng ở Việt Nam ngày một nhiều, thì dự án rất lớn này khả năng rất nhiều nghìn tỷ sẽ rơi vào các túi quan tham. Kính mời các bạn xem bản tin vụ sát hại linh mục, cảnh báo quốc tế về hậu quả của kích động hận thù nhắm vào tôn giáo tại Việt Nam. Tổ chức BPSOS là Ủy ban Cứu người vượt biển tại Hoa Kỳ vừa đưa ra cảnh báo quốc tế về tình trạng kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời thành lập khẩn cấp công tác để theo dõi, diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng về tình trạng này. Vài ngày sau khi xảy ra sự việc thảm sát nhắm vào một linh mục công giáo ở Kon Tum. Trước đó vào ngày 29 tháng 1, linh mục Trần Ngọc Thanh, 41 tuổi, thuộc dòng Đa Minh, đang phục vụ tại giáo xứ Đắc Mốt, xã Xá Lồng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đã bị một người đàn ông xông vào chém nhiều nhát vào người trong lúc đang làm lễ. Ông Thanh đang thực hiện nghi thức giải tội cho giáo dân. Đây hình ảnh, bên trái là chiếc ghế nhựa nơi linh mục Trần Ngọc Thanh đang ngồi tòa giải tội. Bên phải là căn nhà nguyện nơi vị linh mục bị sát hại. Do bị trúng hai vết chém chí mạng vào đầu, linh mục Trần Ngọc Thanh tuy đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi. Ông qua đời vào tối cùng ngày. Vụ án mạng đã gây ra sự phẫn uất và nhiều nghi vấn trong công luận về động cơ giết người của kẻ thủ ác. Giữa bối cảnh có sự im lặng khó hiểu của toàn bộ truyền thông nhà nước Việt Nam suốt nhiều ngày trước vụ tấn công dã man nhắm vào chức sắc tôn giáo này. Mãi đến ngày 3 tháng 2, tức 5 ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát, thì Thông tấn xã Việt Nam mới đăng một bản tin ngắn với nội dung lấy được thông báo của Công an Kon Tum về việc bắt giam khởi tố vụ án giết người, mặc dù nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau khi ra tay sát hại Linh Mục Thanh. Hậu quả của kích động hận thù. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của chương trình này, một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên giúp đỡ vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, cho rằng vụ sát hại Linh Mục Trần Ngọc Thanh là hậu quả của cả một quá trình kích động hận thù nhắm vào không chỉ các tu sĩ, các giáo dân công giáo mà với hầu hết các tôn giáo đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi đã lên tiếng báo động về các hành vi bạo lực nhắm vào các linh mục, giáo dân công giáo từ nhiều năm nay. Từ tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã có báo cáo về Hội Cờ Đỏ lúc ấy. Sau này, Hội Cờ Đỏ không còn có những hành vi bạo lực trực tiếp nữa, nhưng họ chuyển sang sử dụng phương tiện mạng xã hội để có những lời lẽ kêu gọi hận thù nhắm vào các linh mục cũng như giáo dân. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Người đứng đầu tổ chức này cho rằng quá trình kích động hận thù đã gây ra những hậu quả khôn lường trong xã hội, mà vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh là một trường hợp điển hình. Theo ông, một trong những hệ lụy của xã hội thảm khốc của quá trình kích động hận thù đó là những vụ thủ ác ngày càng tăng lên và người dân xem đó là chuyện bình thường. Đây là hình ảnh linh mục Trần Ngọc Thanh. Đặc biệt, các tôn giáo khi bị các thông điệp kích động bôi bẩn và trở thành những tổ chức xấu xa trong mắt một số người dân, thì họ dễ dàng trở thành mục tiêu của các vụ công kích và tấn công bạo lực bởi những người dân bình thường nhưng tin vào các thông tin và thông điệp tuyên truyền đến từ các trang mạng xã hội và truyền thông chính thức của nhà nước. Sau nhiều năm làm việc với các tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau là nạn nhân của bạo lực, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết các vụ tấn công đặc biệt hay xảy ra ở các khu vực cao nguyên, nơi có nhiều nhóm dân tộc thiểu số với nhiều hạn chế về ngôn ngữ, trình độ văn hóa, hạn chế về phương tiện và điều kiện tiếp xúc với các nguồn thông tin, kiến thức đa chiều. Trước khi xảy ra vụ thảm sát sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh, một linh mục khác thuộc dòng giáo hận Kon Tum cũng đã bị đâm trọng thương. Chính quyền dù đã bắt giam được hung thủ,
nhưng vụ việc cho đến nay coi như bị chìm xuồng vì việc điều tra đã không đi đến đâu, theo tờ báo Công giáo chia sẻ. Và giữa lúc công chúng tỏ ra hoài nghi về động cơ giết người của thủ phạm tên là Nguyễn Văn Kiên, ban đầu được cho là một kẻ tâm thần và vốn là người xa lạ với Linh Mục Thanh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho rằng những hành vi kích động hận thù là thủ phạm trước mắt cần phải loại bỏ. Ông nói, rất có thể thủ phạm không phải là người làm việc cho chính quyền, nhưng nếu trong xã hội cứ tiếp tục để cho lan truyền những thông điệp hận thù, thì chính những người bị tâm thần hoặc bất bình thường thì dễ bị kích động nhất. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, là hung thủ giết Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Bao che và dung dưỡng. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, những hành vi mang tính kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại Việt Nam trong nhiều năm qua đã được nhận sự bao che dung dưỡng của chính quyền. Ông nói, không phải chỉ là dung dưỡng mà chúng tôi theo dõi những nội dung kích động bạo lực ở Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam trên những phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước cũng có khá nhiều nội dung kích động bạo lực từ phía nhà nước, chứ không phải chỉ từ phía những người dân đang được sự dung dưỡng của nhà nước. Ở xã hội Việt Nam, không những đã không ngăn chặn được nhà nước, còn đứng đằng sau bao che những hành động kích động hận thù trong xã hội, đặc biệt nhắm vào các tôn giáo độc lập, tức là không chấp nhận phục tùng chính quyền. Dẫn chứng cho nhận định của mình, người đứng đầu tổ chức này đã nói tiếp như sau. Khi có những người lên tiếng chỉ trích chính quyền, thì lập tức phía nhà nước sử dụng ngay những điều luật gọi là bảo vệ công dân, chống vu khống để phạt tiền, phạt hành chính và có khi là hăm dọa bỏ tù. Đây là hình ảnh vào ngày 28 tháng 6, nhà cầm quyền thành phố Huế đưa hơn 100 người, gồm các cán bộ và phụ nữ đến đập phá và triệt hạ thánh giá bên trong khuôn viên của Đan Viện Thiên An. Tuy nhiên, ngược lại, khi có những kẻ mà chúng tôi tình nghi là đằng sau có nhà nước như Hội Cờ Đỏ và các dư luận viên v.v., họ tha hồ lên mạng để phỉ báng, công kích và kích động hận thù, nhắm vào các tu sĩ cũng như các tín đồ của các tôn giáo khác nhau, thì nhà nước không làm gì cả. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, nhiều năm qua, tổ chức của ông cũng đã hướng dẫn một số tín đồ cao đài sử dụng ngay chính các điều luật quy định về tội vu khống, phỉ báng của Việt Nam để nộp đơn lên tòa án, nhưng đơn của họ đã bị bác ngay lập tức mà không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho việc bác đơn này. Theo luật pháp của Việt Nam, nếu một cấp tòa không xét xử thì phải giải thích rằng cái này không thuộc lĩnh vực thẩm quyền của chúng tôi. Quý vị hãy đến cơ quan nhà nước nào hoặc tòa cấp trên để được xử lý. Nhưng lần này, chúng tôi đã có một hồ sơ lên đến tận Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam mà đến tận giờ này vẫn không được trả lời. Rõ ràng có một sự phân biệt đối xử. Một đằng người dân bị lên tiếng thì lập tức bị trừng phạt. Trong khi đó, những kẻ thủ ác kêu gọi kích động bạo lực nhắm vào những công dân là đối tượng của nhà nước, tức là đang trong tầm ngắm của nhà nước, thì hoàn toàn vô can. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng cho biết tổ chức của ông đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp, thúc giục Việt Nam chấm dứt tình trạng kích động hận thù này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi Hội Cờ Đỏ giảm các hành vi tấn công trực tiếp nhắm vào các tôn giáo và chuyển sang việc kích động qua mạng xã hội, vấn đề đã không còn được quốc tế chú ý đến nhiều nữa vì lý do không có bằng chứng thuyết phục về ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động này. Đây là hình ảnh Hội Cờ Đỏ đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An. Vụ sát hại dã man Linh Mục Trần Ngọc Thanh, theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chính là một minh chứng cho thấy những thông điệp hận thù nhắm vào các tôn giáo đã gây tác động nặng nề trên những người thực hành tôn giáo tại Việt Nam. Thực ra, không phải chỉ Linh Mục Trần Ngọc Thanh, mà chúng tôi biết nhiều trường hợp khác như người Tây Nguyên, Cao Đài chẳng hạn. Cách đây vài tuần thôi, cũng đã xảy ra các sự kiện bạo lực xảy ra cho những tín đồ đạo Cao Đài ở Tây Ninh. Thành ra, chúng tôi đang gom lại để làm một báo cáo báo động cho quốc tế rằng tình trạng kêu gọi kích động bạo lực tại Việt Nam là có thật và nó có những ảnh hưởng thực tế trên những người, đặc biệt là những người theo các tôn giáo không tuân phục sự kiểm soát của nhà nước. Giữa lúc vấn đề kích động hận thù đang trở thành mối quan tâm rất lớn của Liên Hợp Quốc, các chính phủ và tổ chức quốc tế
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết tổ chức của ông đã khẩn cấp thành lập toán công tác để theo dõi diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng nhằm chấm dứt tình trạng này tại Việt Nam.